Xin chào mọi người đã đến với Mot Game. Trước đây thì Mot đã từng làm video về Spirit Hunter Deathmatch, nhưng vì một số lý do nó đã bị đưa lên thớt mất rồi. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với hậu truyện của Deathmatch mang tên là NG, và hãy cùng xem nó có hấp dẫn như là phần trước không nha. Lấy bối cảnh 5 năm sau khi các sự kiện trong Deathmatch xảy ra, câu chuyện trong Spirit Hunter NG xoay quanh Akira Kijima, một thanh niên đang sống cùng với dì ruột là Natsumi Kijima và cô em họ Ami. Một ngày nọ, Akira nhận được tấm bưu thiếp bí ẩn với dòng chữ khi công chúa Kaguya quay về từ cung trăng, nàng đã nói Abames Buplay. Nhờ Ami gợi ý, Akira biết dòng chữ đó có nghĩa là cùng chơi nào. Nhưng anh không để tâm vì nghĩ đó là trò đùa dai của ai đấy. Tuy nhiên, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra kể từ đó. Đầu tiên là bức ảnh Ami chụp cùng với Akira bỗng bị lỗi. Tiếp đó là tiếng sáo kỳ lạ thường vang lên lúc nửa đêm. Cuối cùng, cô bé hàng xóm Yuri Takamura bất ngờ qua đời vì tai nạn sau khi nhận được bưu thiếp y hệt như Akira. Vì Ami từng quen biết với Yuri, nên cô rủ Akira cùng đến viếng người bạn xấu số ở đường hầm nơi xảy ra tai nạn. Tại nơi này, cả hai đã nhìn thấy một hồn ma cô bé nữ sinh giống như Yuri, rồi bị một chiếc xe điên đuổi theo tấn công, nhưng may mắn thoát nạn. Có điều, Ami lại tiết lộ một chuyện kinh hoàng, đó là chủ ghế lái của chiếc xe vừa truy đuổi họ hoàn toàn trống rỗng. Sau trải nghiệm kinh hoàng ấy, cả hai về nhà. Akira bảo Ami vào phòng rửa vết thương do xe điên gây ra trước. Nhưng một lúc sau, anh phát hiện Ami đã biến mất. Tiếng sáo kỳ lạ bỗng vang lên, dẫn Akira trở lại đường hầm nơi xảy ra tai nạn. Anh gặp được chủ nhân của tiếng sáo là một cô bé mặc kimono màu trắng tự nhận mình là Kaguya và ngỏ ý mời Akira tham gia trò chơi. Akira đoán tên thật của cô bé là Kaguya, nhưng vì còn nhỏ nên phát âm chưa chuẩn nên đọc thành Kaguya. Nhận ra đứa trẻ kỳ lạ này có thể liên quan đến tấm bưu thiếp bí ẩn cũng như kẻ bắt cóc Ami, Akira ra sức gặng hỏi. Đổi lại chỉ là câu nói Ami chơi cùng Kaguya, nhưng chơi không giỏi nên đã biến mất. Giờ đến lượt của Akira và trò chơi đầu tiên của họ mang tên Quý bà Urashima. Chương 1: Ma nữ ở hồ Urashima. Sau khi về đến nhà, Akira thuật lại những chuyện kỳ lạ đó cho thằng bạn thân Seiji Amanomi và bạn của Ami là Kaoru Hazuki nghe để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vốn là người có tìm hiểu về những hiện tượng tâm linh, Kaoru đề nghị Akira nên bắt đầu điều tra từ câu chuyện hồn ma người phụ nữ ở hồ Urashima. Chuyện kể rằng quý bà Urashima là hồn ma một người phụ nữ đã mất ở hồ Urashima, thường hiện lên đẩy xe nôi quanh hồ vào buổi đêm. Người ta đồn rằng chỉ cần ném một hòn đá xuống hồ, quý bà Urashima sẽ xuất hiện. Một sinh viên đại học đã tò mò làm thử và nhận một cái kết kinh hoàng cho hành động dại dột của mình. Song song với việc cứu Ami, lời nguyền của Kaguya cũng ứng nghiệm trên cơ thể của Akira khiến anh đau đớn. Vì cứu Ami và chính bản thân mình, Akira đã đến hồ Urashima thực hiện nghi lễ triệu hồi nhằm giải thoát linh hồn quý bà Urashima với sự giúp đỡ của Kaoru. Nếu thất bại trong quá trình này, Kaoru sẽ bị quý bà Urashima kéo xuống nước và đón nhận kết thúc bi thảm. Nhưng nếu thành công, giải phóng linh hồn của quý bà Urashima, cả hai sẽ vén được bức màn quá khứ của hồn ma người phụ nữ tội nghiệp. Tên thật của quý bà Urashima là Himeko Shimizu. Khi còn sống, Himeko từng ngoại tình với một đối tác đã có vợ với mong muốn có một đứa con và đã thành công. Tuy nhiên, người tình của Himeko qua đời vì tai nạn không lâu sau đó. Khao khát có một gia đình, Himeko quyết định tự mình sinh con và nuôi dạy đứa trẻ. Nhưng vào cái ngày con của Himeko chào đời, nữ hộ sinh tên Yasuko Kuramoto đã sát hại cô và cướp đi đứa trẻ. Himeko bất hạnh bị ném xuống hồ Urashima. Dù Yasuko bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, nhưng cả Himeko lẫn đứa trẻ đều không được tìm thấy. Có lẽ chính điều này đã biến Himeko trở thành một oan hồn quanh quẩn bên hồ Urashima, cố gắng tìm về đứa con đã khuất của mình. Sau khi giúp hồn ma ở Urashima an nghỉ, Akira sẽ gặp lại Kaguya đã ở đường hầm. Cô bé thông báo tiếp theo Akira phải đi tìm Kubitaro ở Kintoki. Đương nhiên, Akira có thể từ chối tham gia, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em gái Ami của anh sẽ biến mất mãi mãi. Chương 2: Con ma không đầu Kintoki. Lần này đồng hành với Akira còn có gã côn đồ Mitsuru Maruhashi, đàn em của cậu bạn Seiji. Khi nghe Akira tiết lộ trò chơi tiếp theo là tìm Kubitaro ở Kintoki, Mitsuru nói, gã từng nghe về truyền thuyết này. Kubitaro là câu chuyện về một gã khổng lồ đi lang thang trên phố Kintoki vào buổi đêm với chiếc rìu trong tay. Kubitaro có sở thích sưu tầm đầu động vật, thậm chí là đầu của con người. Nếu vô tình gặp người đi một mình vào ban đêm, Kubitaro sẽ kích liễu nạn nhân bằng một cái rìu và bộ sưu tập của gã lại có thêm một cái đầu. Vì tính chất nguy hiểm của Kubitaro nên nhóm bạn phải cực kỳ thận trọng với lần hành động này. Akira có thể chọn Seiji hoặc Kaoru làm nhân vật hỗ trợ. Nếu Akira thất bại trong việc trấn an linh hồn của Kubitaro, Seiji hoặc Kaoru sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập đầu của Kubitaro. Nếu thành công giải thoát linh hồn Kubitaro, ta sẽ biết được thân phận thật sự của gã là Kaneko Oishi, con gái của gia tộc Oishi. Cô bé bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, lại mắc chứng béo phì nên không được gia đình yêu thương. Vì không có bạn bè nên Kaneko đã xem một con gấu bông là em trai của mình. Một ngày kia, đầu của con gấu bông đã bị ai đó lấy mất. Nghĩ rằng bạn gấu đã qua đời, Kaneko cố gắng thực hiện nghi lễ hồi sinh gấu bông dưới cây đại thụ nhưng không thành công. Trong cơn tức giận, cô bé đã chặt luôn cây đại thụ ấy. Cha của Kaneko hay tin thì ra lệnh trói và bỏ đói cô ở gốc cây để trừng phạt, dẫn đến sự ra đi của cô bé. Sau khi mất, linh hồn khờ dại của Kaneko vẫn lãng vãng quanh khu Kintoki, thu thập những chiếc đầu làm vật tế thần chỉ để hồi sinh người bạn duy nhất của mình. Lời nguyền Kubitaro ở Kintoki kết thúc với sự ra đi của Mitsuru. Kaoru thì chìm vào hôn mê chưa tỉnh, còn Seiji thì bị thương khá nặng. Cảnh sát sau đó sẽ tìm đến nhà Akira vì nghi ngờ anh có liên quan đến sự ra đi của Mitsuru, nhưng không có chứng cứ nên không thể bắt giữ anh. Lúc này, Bano Naomasa, thành viên của nhóm điều tra hiện tượng siêu nhiên, có quen biết với Akira tìm đến, cung cấp theo cho anh những thông tin về cô bé mặc kimono kỳ lạ tên là Kaguya. Theo lời của Ban, cứ 10 năm một lần Kaguya sẽ xuất hiện tìm người chơi cùng với mình. Người được chọn sẽ nhận được một tấm bưu thiếp màu đen và buộc phải tham gia những trò chơi không có hồi kết. Những người tham gia trò chơi của Kaguya chỉ có 2 kết thúc, một là sống thực vật cả đời, 2 là vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Vài ngày sau, Akira gặp lại Kaguya ở đường hầm. Kaguya mỉm cười chúc mừng Akira và giao cho anh manh mối về trò chơi tiếp theo mang tên Otakebi Saka. Chương 3: Hồn ma tác giả truyện thiếu nhi. Vì Seiji và Kaoru đều bị thương khi giải quyết Kubitaro, nên bạn đồng hành lần này của Akira sẽ là thành viên của đội điều tra hiện tượng siêu nhiên Bano Naomasa và Rose Mulan. Truyền thuyết về Otakebi Saka bắt nguồn từ tiếng hét phát ra hàng đêm ở căn biệt thự của tác giả viết truyện thiếu nhi Yakumo Miroku. Khi có ai đó muốn vào căn biệt thự kiểm tra, họ sẽ nghe thấy một giọng cầu xin vang lên bên tai với nội dung xin đừng nhìn vào bên trong, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng người đó sẽ phát điên và tự kết thúc cuộc đời. Và cũng như những chương trước, nếu thất bại trong việc trấn an linh hồn Otakebi Saka, thì những người bạn đồng hành của Akira sẽ phải đón nhận những kết thúc bi thảm mà bọn tôi không tiện miêu tả rõ ràng. Nếu thành công giải thoát được cho Otakebi Saka, ta sẽ biết thân phận thật sự của cô bé là Aoi Tsubasa. Trong quá khứ, Aoi từng là học sinh xuất sắc của một trường dạy ballet trong thành phố. Khi đang trên đường đi học về, cô bé bị tác giả Yakumo bắt cóc, sát hại và giải phẫu thành một bộ dạng xấu xí. Vì kính sợ hình dáng đáng sợ của mình nên sau khi qua đời, linh hồn của Aoi đã ám căn biệt thự và tiêu diệt bất kỳ kẻ nào có ý định nhìn thấy hình dáng thật của cô. Ngoài ra, ta cũng biết tác giả Yakumo là một nhà văn bệnh hoạn. Ông ta nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích theo hướng đen tối và chính ông ta cũng là người đã viết câu chuyện về Kaguya. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Yakumo. Người ta chỉ biết nhiều năm về trước, khi cảnh sát tìm thấy, ông ta đã ngừng thở và tình trạng cơ thể vô cùng đáng sợ. Chương 4: Đào Thái Lan Momotaro. Vào lần gặp gỡ tiếp theo, Kaguya nói với Akira rằng cô đã bắt đầu chán Ami, nhưng vẫn sẽ giữ mạng cho Ami để được chơi với Akira. Và trò chơi tiếp theo mang tên Satsujinto. Nếu Akira thất bại trong trò chơi này, cả anh và Ami đều phải đón nhận cái chết. Trong lúc đang hoang mang và tức giận, Akira nhận được tin dì Natsumi của anh, tức là mẹ của Ami, cũng nhặt được tấm bưu thiếp của Kaguya. Akira vội vàng gọi ngay cho dì Natsumi, nhưng đã quá muộn. Những lời cuối cùng anh nghe được là về nghi lễ Nagoshi no Gi và tác phẩm Vương quốc người đạp quốc của tác giả Yakumo. Vậy là giờ đây Akira không những phải cứu Ami mà còn phải cứu cả dì Natsumi đang bất tỉnh, nên anh buộc phải tiếp tục tham gia trò chơi của Kaguya. Nói về Satsujinto, nó là tin đồn về một tên sát nhân có cơ thể phụ nữ nhưng lại có cái đầu của một con khỉ, một con chó và một con gà lôi, giống hệt với các nhân vật trong câu chuyện cổ tích Momotaro. Và vì một lý do mà chưa ai rõ, Satsujinto thường sát hại những nhân viên dám tăng ca ở công ty Moon Tower gần Gashinza. Nếu phá giải lời nguyền của Satsujinto thành công, ta sẽ biết tên thật của cô ấy là Tomoko Okayama, một người phụ nữ đã có gia đình. Cô ta có một đứa con tên là Momotaro và chồng là Kenshi. Đáng buồn thay, Tomoko đã mất gia đình trong một vụ hỏa hoạn ở cửa hàng bách hóa Momoi. Sau khi biết người đứng sau vụ cháy có thể chính là Noboru Ishimaru, thủ lĩnh của Club 5/5, cô ấy đã đến đó đòi công bằng cho chồng và con mình nhưng bị sát hại để bên đầu mối. Oan hồn của Tomoko sau đó trở thành Satsujinto quay lại báo thù. Nhưng Satsujinto không hề biết rằng thủ phạm năm xưa đã qua đời nên vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội báo thù cho chồng con. Tuy nhiên đó là chuyện xảy ra sau khi phá giải được truyền thuyết Satsujinto. Có thời điểm hiện tại vì chưa đủ sức nên Akira đành về nhà. Tuy nhiên những lần chạm mặt Satsujinto đã cho anh gợi ý về việc Ami đang bị nhốt ở thế giới gương, mà cụ thể là trong chiếc gương ở phòng tắm nhà anh. Vào lúc Akira cố tìm cách đến thế giới gương, anh nhìn thấy bàn tay của Ami thò ra kêu cứu. Sau khi dùng hết sức bình sinh, Akira cuối cùng cũng đưa được Ami ra ngoài. Chương 5: Cái giá của trò chơi. Có lẽ vì bị giam giữ quá lâu nên Ami ngất xỉu sau khi ra khỏi gương. Khi Ami tỉnh lại, Akira đã hỏi cô bé về thế giới trong gương để biết thêm manh mối. Vì nếu chưa tiêu diệt Kaguya thì mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Akira nhớ lại lời gì Natsumi nói trước khi bất tỉnh và bắt đầu tìm hiểu về nghi thức Nagoshi no Gi trong tác phẩm Vương quốc người đạp quốc của tên tác giả bệnh hoạn Yakumo. Quyển sách là câu chuyện ngắn về một người đàn ông thực hiện nghi thức Nagoshi no Gi để phong ấn linh hồn búp bê Kaguya vào một chiếc gương và gọi đó là Vương quốc người đạp quốc. Cứ 10 năm một lần, gia tộc của người đàn ông ấy phải dâng những con búp bê có sức mạnh tâm linh để ngăn Kaguya quấy phá thế giới loài người. Tuy nhiên người đàn ông đã mất sức mạnh trước khi kế nghiệp gia đình nên không thể thực hiện nghi thức Nagoshi no Gi. Vì vậy nên ông ta đã nghĩ ra một cách khác để thay thế, đó là biến các cô gái trẻ thành búp bê và dâng nó cho Kaguya để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Akira đọc đến đây thì im lặng. Nếu những gì trong quyển sách là thật thì Yakumo là người của gia tộc ấy, và những hành động vô nhân tính mà ông ta làm cũng chỉ vì muốn phong ấn Kaguya. Cô gái Aoi Tsubasa ở chương 3 là nạn nhân của nghi lễ đó. Nhưng nghi lễ thất bại nên Kaguya đã thoát ra khỏi tấm gương, sát hại Yakumo và lộng hành khắp nơi. Tạm gác chuyện phong ấn Kaguya sang một bên. Sau khi giải thoát cho Satsujinto, Akira được biết trò chơi tiếp theo sẽ là Tsukuyomi Oni. Tsukuyomi Oni là nghi lễ triệu hồi ác quỷ Tsukuyomi. Người ta đồn rằng nếu triệu hồi Tsukuyomi bằng cách đốt cháy một vật gì đó thì điều ước sẽ thành sự thật. Lúc này Akira nhận ra vụ cháy ở cửa hàng bách hóa Momoi thật ra là nghi lễ triệu hồi Tsukuyomi, và kẻ đã thực hiện nghi lễ đó chính là Masaru Ishimaru, con trai của Noboru Ishimaru. Tuy nhiên nghi lễ năm đó đã thất bại, Masaru cũng mất trong vụ hỏa hoạn ấy. Linh hồn của gã và những nạn nhân xấu số đã hợp lại và biến thành Tsukuyomi, đuổi theo tấn công nhóm của Akira. Sau khi tiêu diệt được Tsukuyomi, Akira sẽ đến trận chiến cuối cùng với Kaguya. Nàng công chúa Ánh Trăng sẽ hiện nguyên hình, bám lấy Akira và nói sẽ làm những người thân của anh biến mất để Akira chỉ là của một mình cô. Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của cả Ami và Natsumi, Akira thành công phong ấn được linh hồn của Kaguya về thế giới trong gương, đồng thời biết được sự thật về thân thế của mình. Hóa ra anh là con trai của Yakumo Miroku, và cũng chính vì vậy Akira mới có thể phong ấn được linh hồn của Kaguya. Còn trong True Ending, sau khi mọi chuyện kết thúc, tất cả sẽ trở về bình yên vốn có của nó. Trong Bad Ending, Akira sẽ bị Kaguya tha hóa và trở thành một con quái vật. Cuối cùng anh bị Kazuo Yashiki, nhân vật chính trong phần game Deathmark, tiêu diệt. Và đó là những gì mà tôi có thể tóm tắt gọn gàng cho anh em về Spirit Hunter NG hay Nagoshi no Gi, nghi lễ phong ấn Kaguya. Vì đây là video tóm tắt ngắn gọn nên bọn tôi chỉ tập trung vào mạch truyện chính của game và lược bỏ khá tình tiết phụ. Để cảm nhận trọn vẹn hơn thì bọn tôi khuyến khích các bạn thử trải nghiệm từ game có hình ảnh kỳ dị này nha, bảo đảm sẽ không thất vọng đâu. Vậy là câu chuyện trong Spirit Hunter NG đã kết thúc khi thân phận của Akira Kijima được làm sáng tỏ, và mọi người thấy cốt truyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.